xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi hướng dẫn mọi người làm cách thịt trâu, gọi là thịt trâu hun khói. Thịt gà bếp đặc sản Tây Bắc của tôi. Nhưng mà tôi có trong clip này tôi hướng dẫn mọi người chỗ nào thì bạn cũng có thể làm được được thịt trâu gác bếp. Như trên tôi là có dùng gồm có gia vị này. Sả là một này. Mắc khén là hai. Trên tôi là có quả mắc khén. Ba là ớt xong tỏi, gừng. Các bạn ví dụ như khoảng tầm khoảng 3 cân thịt trâu tươi thì các bạn cứ mỗi thứ các bạn lấy cho tôi gừng tỏi là 5 lạng, không đến 5 lạng, khoảng tầm khoảng 3 lạng. Gừng cũng tầm khoảng 3 4 lạng gì đó. Ớt thì khoảng tầm khoảng 10 15 20 quả ớt tươi nhá. Với lại tỏi cũng thế. Thì các bạn băm nhuyễn nó ra xong rồi. Các bạn băm nhuyễn nó ra xong rồi thật nhuyễn nhá. Xong rồi mình thái cái thịt cái miếng thịt trâu ấy. Đây, nó cứ dài tầm này. Bố dày kích thước dày tầm khoảng 2 phân hoặc 2 phân rưỡi đấy. Đấy, thái thớ ngang nó ra nhá, đừng thái thớ dọc. Để sau khi mình khô nó xé nó cực kỳ nó khó. Đấy, xong rồi mình trộn vào cho mì chính này. Mặn ngọt thì tùy các bạn. Ví dụ như là trên tôi là thích ăn tầm vừa xong đủ chấm vì tương ớt thôi. Thì mọi người đấy. Đây là tùy gia vị tùy các bạn. Coi như là cứ băm nhuyễn nó xong tẩm hết gia vị xong ướp cho tôi tầm khoảng 2 3 tiếng đồng hồ. Trộn đều lên. Nếu mà các bạn không có mắc khén thì các bạn cho hạt tiêu ấy. Hạt tiêu cũng được. Hạt tiêu xong rồi trộn vào với gia vị này xong cho vào. Đấy. Xong các bạn trộn lên xong rồi để cho nó ngấm hết trong tầm 2 3 tiếng đồng hồ. Để như này cho vào trong cái chậu. Tôi cho cái chậu. Đấy. Xong mọi người kia nếu mà bạn nào thì có than càng tốt, có lõi ngô ấy, với lõi của bắp ngô ấy càng tốt. Xong rồi thêm ít củi. Đây, tôi cũng chuẩn bị củi đây rồi. Củi tôi toàn chơi cái loại xúc to này. Thì trong quá trình làm thì sấy cứ đốt lên nhá. Đốt lên mà không bao giờ ám, gọi là khói thì nó cũng hạn chế nó vào thôi. Mình gọi là thịt hun khói như dân tộc là người ta là sấy thẳng khói vào nên là ăn uống nó nhiều lúc nó sợ ung thư cái thứ nọ kia. Thì chốc tôi hướng dẫn cho các bạn làm một cái bàn sấy để là coi như là hạn chế khói vào, là ăn lúc thịt rất khô mà ngon. Đây, nghề củi tôi chuẩn bị. Đây là đấy, cái này tôi đã ướp gia vị rồi. Nhớ các bạn nhớ là trộn xong ướp xong để tầm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ nhá. Đấy, gừng, sả, ớt. Trên tôi là có cả mắc khén đó. Đấy, xong rồi băm nhuyễn ra, xong rồi ướp vào, tẩm vào. Để này tầm khoảng 2-3 tiếng. Đấy. Đấy, bây giờ là tôi chuẩn bị, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách cái để mà sấy cái thịt nha. Làm một cái ấy để sấy thịt là không cần phải lõi than gì cả. Coi như là các bạn cứ đốt thôi. Đốt thì nó sẽ không bao giờ có khói, nhưng mà nó sẽ nhanh khô cái thịt này. Đây, bây giờ tôi hướng dẫn. Vâng. Đấy, coi như là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm một cái gọi là một cái để mà mình bỏ lên mình sấy thịt đấy. Cái bạn nhà nào bạn nào có máy hàn ấy thì bạn hàn cho tôi khung rộng khoảng tầm 60 phân chiều rộng, hoặc 50-40 cũng được, tùy theo các bạn coi như là ướp cho nhiều thịt hay ít. Đấy, đường kính dài của tôi nên bây giờ khung của tôi làm khoảng 1 mét, chiều dài 1 mét nhá. Sau khi hàn xong khung, các bạn ở dưới đáy này thì các bạn bịt cho tôi một cái tấm tôn làm sao cho nó kín được cái bề mặt khung này, bề mặt của không sấy này. Đấy, xong các bạn kiếm cho tôi một ít cát sạch, cái cát mình lấy ngoài suối hay cho nào cũng được. Các bạn kiếm cho tôi ít cát sạch xong rửa sạch đi, xong các bạn rải lên trên này.
rải hết phẳng lên đây như tôi rải đây. Đấy, dưới bên dưới này là một lớp tôn này. Đấy, để cho làm sao ngăn cái cát này nó không bị lọt xuống dưới. Để lúc nào cái cát này cũng giữ độ nóng. Đấy. Rải cho tôi một lớp cát này. Xong sau đó các bạn rải cho tôi một lớp tôn sạch nhá, tôn trắng sạch. Tôn trắng sạch xong rồi mình trong khi đốt mình rải thịt này lên. Thì khi sau khi cái thịt ấy nó mình đốt dưới này được chứ không cần dùng than như 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 người dân tộc họ làm là họ dùng than than mà mình rất coi như là rất tốn thời gian mà lại ăn nó lại không gọi là không được an toàn vì cái hơi khói than sau này lên nó sẽ gây ra những cái kiểu như bệnh bệnh nọ bệnh kia thì tôi cũng chẳng quan trọng lắm nhưng mà như thế là nó không sạch. Đây cái chân thì các bạn làm tôi đúng thành 6 cái chân để cho nó giữ độ cao của cái chân này, độ cao của cái chân này là khoảng tầm 40 phân, cách cách mặt đất 40 phân. 40 phân các bạn nhá. Để mình xong khi mình luồn cái khúc cuối này, đây, khúc cuối như tôi là to vào tôi luồn vào cho nó vừa. Đấy. Đây. Khi mình đốt thì lúc nào ở dưới này cũng cháy, tựa như mình đun 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 nước các thứ nọ kia, đun cám kiếp mình luộc bánh chưng tựa như thế, lúc nào mình đốt để cho lửa cháy thì sau khi lửa cháy thì nó sẽ hấp nhiệt lên nên ngấm vào cái cát này lúc nào cũng nóng thì trên cái bề mặt đơn này nó cũng nóng rồi thì nó truyền trực tiếp lửa truyền tiếp nhiệt lên đây thì mình rải miếng thịt đây, mình rải miếng thịt lên trên này thì nó sẽ khô dần. Thì nếu các bạn nào muốn đốt nhanh nhanh thì trong vòng tầm khoảng 1 ngày rưỡi, mà chậm thì tầm khoảng 2 ngày là cái miếng thịt sấy của mình là sẽ được thôi. Đấy, cái chân thì mình làm cách đất 4 phần nha. Đây, nó làm không khác gì một cái kiềng ấy. Kiềng mình đun các thứ nọ kia. Đấy, sau khi ấy là mình rải rải thịt lên trên tấm tôn như thế này. Rải lên hết. Đấy, xong mình đun ở bên dưới là mình đun đun lên xong rồi nó nhiệt nó sẽ nóng lên rồi sẽ làm khô thịt. Sau khi khô thịt thì mình bỏ vào mình đò, mình cho vào cái nồi nồi cơm điện hoặc cái nồi nếu mà đồ sôi được xíu mình đò lên xong bắt đầu mình tiếp tục mình lại rải lên mình đốt tiếp, đốt đốt khi nào cho nó khô cái miếng thịt là ok, là mình lúc đấy mình có cái để nhậu trong dịp Tết này rồi. Đấy, tôi làm video này để chia sẻ cho mọi người, nếu mà muốn đi định coi như là làm thì hãy làm theo cách của tôi nhé. Nếu mà các bạn nào nếu mà không chưa hiểu lắm thì các bạn nào nếu mà chưa hiểu thì nhớ comment bên dưới video nhé. Có gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới, tôi sẽ giải thích cho mọi người được hiểu rõ hơn. Đấy, xin chào tất cả mọi người, thấy kênh của tôi hữu ích thì nhớ đăng ký, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Rồi rồi rồi. Xin chào tất cả. Đấy, các bạn đấy bạn cứ đốt như thế cho tôi. Ông rải cho tôi một tấm tôn lên trên này. Xong rồi mình cho thịt vào.
Đây, các bạn rái này cho tôi. Cứ thẳng, đi thẳng lên thôi. Các bạn làm ít thì các bạn làm ít thôi thì không 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 cần với tôi nhiều nhiều củi như tôi. Đây tôi làm nhiều nên là tôi làm hơn chục cân cơ, cần rất nhiều củi. Cái này sấy đây đấy, có mọi người nhìn thấy không, không bao giờ khói nó ám màu thịt đúng không, thì khi mình đốt này đốt này thì khói nó đi thẳng lên trên thôi, thì không bao giờ khói nó ám màu thịt. Thì cái này ở như lớp cát này bây giờ nóng nóng lên nó làm cho miếng thịt nó chín đi, chín và nó khô đi thì ta được món thịt trâu các bếp. Đấy, bên dưới thì tôi cứ dùng củi này tôi đốt thôi, đốt bao giờ cho nó khô thôi, khoảng tầm như tôi nhiều này thì chắc tầm khoảng ngày dưới khoảng hai ngày. Đêm thì tôi cứ cho hắn khúc khúc to này vào này, để đến tối tôi cứ thế tôi đốt tự như luộc bánh chưng kệ, cứ để như thế cho nó cháy ầm ĩ thôi. Vâng, đấy như qua cách làm của tôi mọi người thấy làm được thì chúc mọi người thành công nhé. Năm mới cũng tiện đây tôi cũng chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe này, tiền vào như nước này, dồi dào sức khỏe này, muốn gọi là ước gì được đấy. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tôi. Thấy video tôi hay nhớ đăng ký, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người thành công.